Ngày đọc 20 tháng 12 2013. Bàn về thiên nhiên và môi trường. Una, ngày 17 tháng 10 năm 1978. Người hỏi: ý nghĩa của sự liên hệ đúng đắn với thiên nhiên là gì? Krishnamurti: tôi không hiểu, liệu bạn đã từng khám phá sự liên hệ của bạn với thiên nhiên? Chấm hỏi. Không có sự liên hệ đúng đắn, chỉ có hiểu rõ được sự liên hệ đúng đắn. Không có sự liên hệ đúng đắn, chỉ có hiểu rõ sự liên hệ. Đọc lại, cứ sao một tí. Tôi không hiểu, liệu bạn đã từng khám phá sự liên hệ của bạn với thiên nhiên? Chấm hỏi. Không có sự liên hệ đúng đắn, chỉ có hiểu rõ được sự liên hệ. Sự liên hệ đúng đắn hàm ý sự chấp nhận thuần túy một công thức giống như tư tưởng đúng đắn. Tư tưởng đúng đắn và suy nghĩ đúng đắn là hai sự việc khác biệt. Tư tưởng đúng đắn là chỉ đang tuân theo điều gì là đúng đắn, điều gì là đáng kính. Trái lại, suy nghĩ đúng đắn là chuyển động. Nó là sản phẩm của hiểu rõ, và hiểu rõ liên tục đang trải qua sự bổ sung, sự thay đổi. Tư tưởng đúng đắn chỉ là đang tuân phục theo điều gì là đúng đắn, điều gì là đáng kính. Trái lại, suy nghĩ đúng đắn là chuyển động. Chấm phẩy. Nó là sản phẩm của hiểu rõ, và hiểu rõ liên tục đang trải qua sự bổ sung, sự thay đổi. Tương tự, có một khác biệt giữa sự liên hệ đúng đắn và hiểu rõ được sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên. Có một khác biệt giữa sự liên hệ đúng đắn và hiểu rõ được sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên. Sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên, mở ngoặc, thiên nhiên là những con sông, những cái cây, những con chim đang vùng vụt bay qua, những con cá dưới nước, những khoáng sản dưới lòng đất, những thác nước và những cái ao nông. Đóng ngoặc là gì? Sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên là gì? Mở ngoặc, thiên nhiên là những con sông, những cái cây, những con chim đang bay vùng vụt, những con cá dưới nước, những khoáng sản dưới lòng đất, những thác nước và những cái ao nông. Đóng ngoặc. Sự liên hệ của bạn với chúng là gì? Hầu hết chúng ta không nhận biết được sự liên hệ đó. Chúng ta không bao giờ nhìn một cái cây, hay nếu chúng ta có nhìn, nó kèm theo ý định sử dụng cái cây đó, hoặc ngồi dưới bóng râm của nó, hoặc chặt nó xuống để làm gỗ. Nói cách khác, chúng ta nhìn những cái cây đó với mục đích thực tế. Chúng ta không bao giờ nhìn một cái cây mà không chiếu rọi chính chúng ta, và không lợi dụng chúng cho sự thuận tiện của chúng ta. Chúng ta đối xử với quả đất và những sản phẩm của nó trong cùng cách. Không có tình yêu quả đất, chỉ có lợi dụng quả đất. Nếu người ta thực sự thương yêu quả đất, sẽ có sự tiết kiệm trong sử dụng những sự vật của quả đất. Đó là, nếu chúng ta muốn hiểu rõ sự liên hệ của chúng ta với quả đất, thì chúng ta nên rất cẩn thận trong việc sử dụng những sự vật của quả đất. Hiểu rõ được sự liên hệ của người ta với thiên nhiên cũng khó khăn như hiểu rõ được sự liên hệ của người ta với người hàng xóm, với người vợ và con cái của người ta. Nhưng chúng ta chẳng thèm để ý gì đến nó. Chúng ta không bao giờ ngồi xuống để nhìn ngắm những vì sao, mặt trăng hay những cái cây. Chúng ta quá bận rộn bởi những hoạt động chính trị và xã hội. Chắc chắn những hoạt động này là những tẩu thoát khỏi chính chúng ta, và tôn thờ thiên nhiên cũng là một tẩu thoát khỏi chính chúng ta. Chúng ta luôn luôn đang lợi dụng thiên nhiên, hoặc như một tẩu thoát, hoặc có những mục đích thực tế. Gạch ngang, thật ra chúng ta không bao giờ chấm dứt sự lợi dụng để thương yêu quả đất hoặc những sự vật của quả đất. Chúng ta không bao giờ thưởng thức những cánh đồng màu mỡ, mặc dù chúng ta sử dụng chúng để nuôi ăn và nuôi mặt cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ thích trồng trọt bằng bàn tay của chúng ta. Gạch ngang, chúng ta mắc cỡ khi làm việc bằng bàn tay của chúng ta. Có một việc lạ thường xảy ra khi bạn làm việc với quả đất bằng bàn tay của bạn. Có một việc lạ thường xảy ra
khi bạn làm việc với quả đất bằng bàn tay của bạn. Nhưng công việc này chỉ được thực hiện bởi những giai cấp thấp. Rõ ràng, chúng ta, những giai cấp cao, quá quan trọng nên không sử dụng bàn tay của chúng ta được. Thế là chúng ta đã mất đi sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên. Nếu một lần chúng ta hiểu rõ sự liên hệ của nó, ý nghĩa thực sự của nó, vậy thì chúng ta sẽ không phân chia tài sản thành tài sản của bạn và tài sản của tôi. Mặc dù người ta có lẽ sở hữu một mảnh đất và xây dựng ngôi nhà trên nó không là ngôi nhà của tôi hay ngôi nhà của bạn trong ý nghĩa độc quyền. Gạch ngang, nó sẽ còn nhiều hơn là một phương tiện của chỗ ở. Bởi vì chúng ta không thương yêu quả đất và những sự vật của quả đất, nhưng chỉ lợi dụng chúng. Chúng ta trở nên vô cảm với vẻ đẹp của một thác nước. Chúng ta đã mất đi sự hiệp thông cùng sự sống. Chúng ta không bao giờ ngồi ngã lưng vào một thân cây. Và bởi vì chúng ta không thương yêu thiên nhiên, nên chúng ta không biết làm thế nào để thương yêu những con người và những thú vật. Hãy đi xuống đường phố và quan sát những con bò kéo xe bị hành hạ đến chừng nào những cái đuôi của chúng bị tơi tả. Bạn lắc đầu và nói, tội nghiệp quá, chấm than. Nhưng chúng ta đã mất đi ý thức của nhân hậu nhạy cảm đó, sự phản ứng đến những sự vật của vẻ đẹp đó. Và chỉ trong sự mới mẻ lại của nhạy cảm đó, chúng ta mới có thể có hiểu rõ được sự liên hệ đúng đắn là gì. Nhạy cảm không hiện diện trong treo một vài bức tranh, trong vẽ một cái cây, hay cài một bông hoa trên mái tóc của bạn. Nhạy cảm hiện diện chỉ khi nào quan niệm ích kỷ được xóa sạch. Điều đó không có nghĩa rằng bạn không thể sử dụng quả đất. Nhưng bạn phải sử dụng quả đất trong mức độ như nó được dành cho sự sử dụng. Quả đất hiện diện ở đó để được thương yêu, để được chăm sóc, không phải để bị phân chia như quả đất của bạn hay quả đất của tôi. Thật dốt nát khi trồng một cái cây trong một mảnh đất được gọi nó là cái cây của tôi. Thật dốt nát khi trồng một cái cây trong một mảnh đất và gọi nó là cái cây của tôi. Chỉ khi nào người ta được tự do khỏi tình trạng độc quyền thì mới có thể có được nhạy cảm, không chỉ cùng thiên nhiên, nhưng còn cả cùng những con người và cùng những thách thức liên tục của sống. New Delhi, ngày 14 tháng 11 năm 1948. Trong thế giới quanh chúng ta thấy hỗn loạn, đau khổ và những ham muốn gây xung đột. Và bởi vì nhận ra sự hỗn loạn của thế giới này, hầu hết những con người nghiêm túc và chín chắn, gạch ngang, không phải những con người đang vui đùa trong trò chơi đạo đức giả, nhưng những con người thực sự quan tâm, gạch ngang, tự nhiên sẽ thấy sự quan trọng phải suy nghĩ ra vấn đề của hành động. Có hành động tập thể và hành động cá thể, và hành động tập thể đã trở thành một trừu tượng, một tẩu thoát thuận tiện cho những cá thể. Bằng cách suy nghĩ rằng hỗn loạn này, đau khổ này, thảm họa này mà liên tục đang nảy sinh, trong chừng mực nào đó có thể được thay đổi hay được mang lại trật tự bởi hành động tập thể, những cá thể trở thành vô trách nhiệm. Đọc lại, bằng cách suy nghĩ rằng hỗn loạn này, đau khổ này, thảm họa này mà liên tục đang nảy sinh, trong chừng mực nào đó có thể được thay đổi hay được mang lại trật tự bởi hành động tập thể, phải những cá thể trở thành vô trách nhiệm. Chắc chắn tập thể là một thực thể tưởng tượng. Tập thể là bạn và tôi. Do bởi chúng ta không hiểu rõ sự liên hệ của hành động đúng đắn, nên chúng ta mới nhờ cả điều trừu tượng được gọi là tập thể, gạch ngang, và thế là trở thành vô trách nhiệm trong hành động của chúng ta. Cho sự đổi mới trong hành động, chúng ta hoặc nhờ vả một người lãnh đạo, hoặc nhờ vả hành động chung có tổ chức, mà lại nữa là hành động tập thể. Khi chúng ta nhờ vả một người lãnh đạo để có sự hướng dẫn trong hành động, thì luôn luôn chúng ta chọn lựa một người mà chúng ta suy nghĩ sẽ giúp đỡ chúng ta vượt khỏi những vấn đề riêng của chúng ta, sự đau khổ riêng của chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta chọn một người lãnh đạo từ sự rối loạn của chúng ta, phải
chính người lãnh đạo cũng bị rối loạn. Người lãnh đạo từ, bởi vì chúng ta chọn một người lãnh đạo từ sự rối loạn của chúng ta, thì chính người lãnh đạo cũng bị rối loạn. Chúng ta không chọn lựa một người lãnh đạo không giống chúng ta. Chúng ta không thể. Chúng ta chỉ có thể chọn một người lãnh đạo mà giống như chúng ta, phải bị rối loạn. Vì vậy, những người lãnh đạo như thế, những người hướng dẫn như thế và những người tạm gọi là đạo sư tinh thần luôn luôn dẫn chúng ta đến sự rối loạn thêm nữa, sự đau khổ thêm nữa. Bởi vì điều gì chúng ta chọn phải xuất phát từ sự rối loạn riêng của chúng ta. Khi chúng ta theo sau người lãnh đạo, chúng ta chỉ đang theo sau sự tự chiếu rọi bị rối loạn riêng của chúng ta. Vậy là hành động như thế, mặc dù nó có lẽ sản sinh một hành động tức khắc, nhưng luôn luôn dẫn đến thảm họa thêm nữa. Vì vậy chúng ta thấy rằng hành động tập thể, mặc dù trong những trường hợp nào đó xứng đáng, thì hành động tập thể chắc chắn dẫn đến thảm họa, đến rối loạn và tạo ra sự vô trách nhiệm đối với những cá thể. Và theo sau một người lãnh đạo cũng phải gia tăng rối loạn. Và tuy nhiên chúng ta phải sống, sống là hành động và hiện diện là có liên hệ. Sống là hành động và hiện diện là có liên hệ. Không có hành động nếu không có sự liên hệ, và chúng ta không thể sống trong cô lập. Không có sự việc như cô lập. Sống là hành động và có liên hệ. Vì vậy, muốn hiểu rõ hành động mà không tạo tác đau khổ thêm nữa, rối loạn thêm nữa, chúng ta phải hiểu rõ về chính chúng ta, cùng tất cả những mâu thuẫn của chúng ta, những yếu tố gây đối nghịch của chúng ta, nhiều vấn đề của chúng ta mà liên tục đang chống đối lẫn nhau. Nếu chúng ta không hiểu rõ về chính chúng ta, thì chắc chắn hành động phải dẫn đến xung đột thêm nữa, đau khổ thêm nữa. Vì vậy, vấn đề của chúng ta là hành động cùng hiểu rõ. Và hiểu rõ đó có thể hiện diện chỉ qua hiểu rõ về chính mình. Rốt cuộc, thế giới là sự chiếu rọi của chính tôi. Tôi là gì? Thế giới là như vậy. Thế giới không khác biệt tôi. Thế giới không đối nghịch tôi. Thế giới và tôi không là những thực thể tách rời. Xã hội là chính tôi. Không có hai tiến trình khác biệt. Thế giới là sự mở rộng riêng của tôi. Và muốn hiểu rõ thế giới, tôi phải hiểu rõ về chính tôi. Cá thể không đối nghịch với tập thể, với xã hội. Bởi vì xã hội là cá thể. Xã hội là sự liên hệ giữa bạn và tôi và một người khác. Có sự đối nghịch giữa cá thể và xã hội chỉ khi nào cá thể trở thành vô trách nhiệm. Vì vậy, vấn đề của chúng ta là có tác. Có một khủng hoảng lạ lùng mà đối diện mỗi quốc gia, mỗi con người, mỗi nhóm người. Chúng ta, bạn và tôi, có sự liên hệ gì với sự khủng hoảng đó và chúng ta sẽ hành động như thế nào? Chấm hỏi. Với mục đích tạo ra một thay đổi, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Như tôi đã nói, nếu chúng ta nhờ vả tập thể, vậy không có phương cách thoát khỏi. Như tôi đã nói, nếu chúng ta nhờ vả tập thể thì không có phương cách thoát khỏi. Bởi vì tập thể hàm ý một người lãnh đạo và luôn luôn tập thể bị trục lợi bởi người chính trị, người giáo sĩ và người chuyên môn. Và bởi vì bạn và tôi tạo thành tập thể, chúng ta phải gánh vác trách nhiệm cho hành động riêng của chúng ta. Đó là chúng ta phải hiểu rõ bản chất riêng của chúng ta. Chúng ta hiểu rõ về chính chúng ta. Hiểu rõ về chính chúng ta không là rút lui khỏi thế giới, bởi vì rút lui hàm ý cô lập. Và chúng ta không thể sống trong cô lập. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ hành động trong liên hệ. Và hiểu rõ đó phụ thuộc vào sự nhận biết được bản chất gây mâu thuẫn và xung đột riêng của chúng ta. Tôi nghĩ quá là ngu xuẩn khi tưởng tượng một trạng thái trong đó có hòa bình và chúng ta có thể mong đợi. Tôi nghĩ quá là ngu xuẩn khi tưởng tượng một trạng thái mà trong đó có hòa bình và chúng ta có thể mong đợi. Có thể có yên lành và yên lặng chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ được bản chất của chính chúng ta và không giả định trước một trạng thái mà chúng ta không biết. Có một trạng thái an lành
nhưng chỉ giả định về nó là vô ích. Có một trạng thái an lành, nhưng chỉ giả định về nó là vô ích. Với mục đích hành động đúng đắn, thì phải có suy nghĩ đúng đắn. Muốn suy nghĩ đúng đắn thì phải có hiểu rõ về chính mình. Và hiểu rõ về chính mình có thể xảy ra chỉ qua sự liên hệ, chứ không phải qua sự cô lập. Suy nghĩ đúng đắn chỉ có thể hiện diện trong hiểu rõ về chính chúng ta, và từ đó nảy sinh hành động đúng đắn. Hành động đúng đắn là hành động hiện diện từ sự hiểu rõ về chính chúng ta, không phải một phần của chính chúng ta, nhưng toàn nội dung của chính chúng ta, những bản chất mâu thuẫn của chúng ta, tất cả mọi điều mà chúng ta đại diện. Khi chúng ta hiểu rõ về chính chúng ta, thì có hành động đúng đắn, và từ hành động đó có hạnh phúc. Rốt cuộc, nó là hạnh phúc mà chúng ta khao khát, mà hầu hết chúng ta đang tìm kiếm qua những hình thức khác nhau, qua những tẩu thoát khác nhau, gạch ngang, những tẩu thoát của những hoạt động xã hội, của thế giới văn phòng, của vui chơi, của thờ cúng, và lặp lại những cụm từ của tình dục và vô số những tẩu thoát khác. Nhưng chúng ta thấy những tẩu thoát này không mang lại hạnh phúc vĩnh cửu, chúng chỉ tạo ra một khuây khỏa nhất thời. Tại cơ bản không có gì đúng đắn trong nó, không có sự thanh thản vĩnh cửu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm được thanh thản đó, ngây ngất đó, hân hoan thực sự của hiện diện sáng tạo đó, chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ về chính chúng ta. Hiểu rõ về chính chúng ta này không dễ dàng, nó cần một tỉnh thức, một nhận biết nào đó. Tỉnh thức đó, nhận biết đó chỉ có thể hiện diện khi chúng ta không chỉ trích, khi chúng ta không bênh vực, bởi vì khoảnh khắc có sự chỉ trích hay bênh vực, vậy thì có một kết thúc đối với sự tiến hành của hiểu rõ. Khi chúng ta chỉ trích người nào đó, chúng ta không còn hiểu rõ người đó, và khi người ta đồng hóa chính chúng ta cùng người đó, thì lại nữa chúng ta không còn hiểu rõ anh ấy. Nó giống như vậy đối với chính chúng ta. Muốn quan sát, muốn nhận biết một cách thụ động bạn là gì, vậy là khó khăn nhất, gạch ngang. Nhưng từ nhận biết thụ động đó, hiện diện một hiểu rõ, hiện diện một thay đổi cái gì là, và chỉ say sự thay đổi đó có thể mở cánh cửa vào sự thật. Vì vậy, vấn đề của chúng ta là hành động, hiểu rõ và hạnh phúc. Không có nền tảng cho sự suy nghĩ đúng đắn nếu chúng ta không hiểu rõ về chính chúng ta. Nếu không có hiểu rõ về chính tôi không có nền tảng cho sự suy nghĩ, tôi chỉ có thể sống trong một trạng thái của mâu thuẫn, hầu như hầu hết chúng ta đang sống. Để tạo ra một thay đổi trong thế giới mà là thế giới của sự liên hệ của tôi, thì tôi phải bắt đầu với chính tôi. Bạn có lẽ nói, mở ngoặc kép, để tạo ra sự thay đổi trong thế giới theo cách đó sẽ mất một thời gian dài vô tận, đóng ngoặc kép. Nếu chúng ta đang tìm kiếm những kết quả tức khắc, tự nhiên chúng ta nghĩ nó phải mất thời gian thật lâu. Những kết quả tức khắc được hứa hẹn bởi những người chính trị, nhưng đối với một con người đang tìm kiếm sự thật, tôi e rằng không có kết quả tức khắc. Chính là sự thật mà thay đổi, không phải hành động tức khắc. Chỉ khi nào có sự khám phá được sự thật bởi mỗi người, thì lúc đó sẽ sáng tạo hạnh phúc và hòa bình trong thế giới. Để sống trong thế giới và tuy nhiên lại không thuộc thế giới. Sống trong thế giới và tuy nhiên lại không thuộc thế giới là nghi vấn của chúng ta. Và nó là một vấn đề của sự theo đuổi khẩn thiết, bởi vì chúng ta không thể rút lui, chúng ta không thể từ bỏ, nhưng chúng ta phải hiểu rõ về chính chúng ta. Hiểu rõ về chính người ta là sự khởi đầu của thông minh. Hiểu rõ về chính người ta là khởi đầu của thông minh. Hiểu rõ về chính người ta là hiểu rõ được sự liên hệ của người ta với những sự vật, với những con người và những ý tưởng. Nếu chúng ta không hiểu rõ hoàn toàn được sự quan trọng và ý nghĩa của sự liên hệ của chúng ta với những sự vật, với những con người và với những ý tưởng, chẳng phải hành động mà là sự liên hệ, chắc chắn sẽ tạo ra xung đột và đấu tranh. Nếu chúng ta không hiểu rõ hoàn toàn sự quan trọng
và ý nghĩa của sự liên hệ của chúng ta với những sự vật, những con người và những ý tưởng. Thì hành động mà là sự liên hệ chắc chắn sẽ tạo ra sự xung đột và đấu tranh. Vậy là một con người thực sự khẩn thiết phải bắt đầu với chính anh ấy. Anh ấy phải nhận biết một cách thụ động được tất cả những suy nghĩ, những cảm thấy và những hành động của anh ấy. Lại nữa, đây không là một vấn đề của thời gian, không có kết thúc đối với hiểu rõ về chính mình, không có kết thúc đối với hiểu rõ về chính mình. Hiểu rõ về chính mình chỉ từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, và thế là có một hạnh phúc sáng tạo từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Khi tôi đề cập những câu hỏi của bạn, làm ơn đừng chờ đợi một đáp án, bởi vì bạn và tôi sẽ cùng nhau suy nghĩ cẩn thận câu hỏi và tìm được đáp án trong câu hỏi. Tìm được đáp án trong câu hỏi. Nếu bạn chỉ chờ đợi một đáp án, tôi e rằng bạn sẽ bị thất vọng. Sống không có đúng hay sai thuộc bản phân loại, mặc dù đó là điều gì chúng ta mong muốn. Sống còn phức tạp nhiều hơn điều đó, tinh tế nhiều hơn. Vì vậy, muốn tìm được một đáp án, chúng ta phải tìm hiểu câu hỏi, mà có nghĩa chúng ta phải có sự kiên nhẫn và thông minh để thâm nhập nó. Người hỏi, tôn giáo có tổ chức có vị trí gì trong xã hội hiện đại? Chấm hỏi. Tức là một khi chúng ta hãy tìm ra chúng ta có ý gì qua từ ngữ tôn giáo và chúng ta có ý gì qua từ ngữ xã hội hiện đại. Chúng ta có ý gì qua từ ngữ tôn giáo? Chấm hỏi. Tôn giáo có ý nghĩa gì đối với bạn? Chấm hỏi. Nó có nghĩa, đúng chứ, một bộ phận của những niềm tin, những nghi lễ, những giáo điều, nhiều mê tín, những thờ phụng, sự lặp lại của những từ ngữ, những hy vọng không thành tựu, viển vông vô vọng. Đọc những quyển sách nào đó, theo đuổi những đạo sư, thỉnh thoảng viếng thăm đền chùa và vân vân. Chắc chắn đối với hầu hết mọi người chúng ta, tất cả những điều đó là tôn giáo. Nhưng đó là tôn giáo hay sao? Tôn giáo là một phong tục, một thói quen, một truyền thống hay sao? Chấm hỏi. Chắc chắn tôn giáo là cái gì đó vượt khỏi tất cả những điều đó, đúng chứ? Tôn giáo hàm ý sự tìm kiếm sự thật mà không liên quan gì đến niềm tin có tổ chức, những đền chùa, những giáo điều hay những nghi lễ. Và tuy nhiên suy nghĩ của chúng ta, phải chính kết cấu của thân tâm chúng ta bị vướng víu, bị trói buộc trong những niềm tin, những mê tín và vân vân. Chắc chắn con người hiện đại không là tôn giáo. Vì vậy xã hội của anh ấy không là xã hội cân bằng, phải thông minh. Chấm. Chúng ta có thể tuân phục những tín điều nào đó, tôn thờ những hình ảnh nào đó hay tạo ra một tôn giáo mới của chính thể. Nhưng chắc chắn tất cả những việc này không là tôn giáo. Tôi đã nói, tôn giáo là tìm kiếm sự thật, nhưng sự thật đó không biết được. Tôn giáo là sự tìm kiếm sự thật, nhưng sự thật đó không biết được. Nó không là sự thật của những quyển sách, nó không là trải nghiệm của những người khác. Để tìm được sự thật đó, để khám phá nó, để mời mọc nó, phải cái đã được biết phải kết thúc. Để tìm được sự thật đó, để khám phá nó, để mời mọc nó, thì cái đã được biết phải kết thúc. Ý nghĩa của tất cả những truyền thống và những niềm tin phải được tìm hiểu, phải được hiểu rõ và phải được loại bỏ. Đối với sự thật này, sự lặp lại của những nghi lễ đều không có ý nghĩa. Vì vậy, một con người tôn giáo chắc chắn không phụ thuộc ở bất kỳ tôn giáo nào và bất kỳ tổ chức nào. Anh ấy cũng không là người Ấn giáo hay người Hồi giáo. Anh ấy cũng không phụ thuộc vào bất kỳ giai cấp nào. Bây giờ, thế giới hiện đại là gì? Chấm hỏi. Thế giới hiện đại được tạo thành bởi công nghệ và sự hiệu quả trong những tổ chức tập thể. Có một tiến bộ lạ lùng trong công nghệ và một phân phối sai lầm những nhu cầu tập thể. Những phương tiện sản xuất nằm trong bàn tay của một ít người. Có những quốc gia đang xung đột, những cuộc chiến tranh đang liên tục xảy ra bởi vì những chính phủ có toàn quyền và vân vân. Đó là thế giới hiện đại, đúng chứ? Có sự tiến bộ thuộc công nghệ mà không có sự
tiến bộ thuộc tâm lý sinh động bình đẳng, và thế là có một trạng thái của mất cân bằng, có những thành tựu cực kỳ thuộc khoa học, và cùng thời điểm sự đau khổ của con người, phải những tâm hồn trống rỗng, những cái trí trống rỗng. Đa phần những phương pháp mà chúng ta đã học hành phải liên quan đến việc chế tạo những chiếc máy bay, giết chết lẫn nhau và vân vân. Vậy là đó là một thế giới hiện đại mà là chính bạn, thế giới không khác biệt bạn. Thế giới của bạn mà là chính bạn là một thế giới của trí năng được vun đắp và tâm hồn trống rỗng. Nếu bạn nhìn vào chính bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn là chính sản phẩm của văn minh hiện đại. Bạn biết phương pháp thực hiện vài thủ thuật thuộc vật lý, thuộc kỹ thuật, nhưng bạn không là những con người sáng tạo. Bạn sản sinh những đứa bé, nhưng đó không là sáng tạo. Để có thể sáng tạo, người ta cần sự giàu có lạ thường phía bên trong, và sự giàu có đó có thể xảy ra chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ sự thật, khi chúng ta có thể thu nhận sự thật. Vì vậy, tôn giáo có tổ chức và thế giới hiện đại theo cùng nhau, và cả hai đều nuôi dưỡng tâm hồn trống rỗng. Lại đoạn này. Bây giờ thế giới hiện đại là gì? Thế giới hiện đại được tạo thành